Vàng ngày hôm qua thì về cơ bản là một cái phiên trading sideways không có nhiều biến động trong bối cảnh thị trường Mỹ nghỉ lễ đúng không ạ Chúng ta nhận thấy gần như chỉ là trading sideways rất là ít thôi đúng không ạ Và về cơ bản thì khả năng về việc tiếp tục tăng giá của vàng là có cơ sở Trong bối cảnh chúng ta biết rằng lợi tức trái phiếu của Mỹ rất rất là mạnh Mặc dù Mỹ ngày hôm qua đóng cửa nhưng lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ thì rớt xuống rất là nhanh chóng Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm thì cũng có cái Uh, dấu hiệu rất xuống tương ứng đúng không ạ và nếu như breakout thủng luôn cái khu vực 4.6 uh, 4.5 này á thì rất có thể sẽ xác lập một cái xu hướng ra xuống và lợi tức xuống kèm theo hướng đi của đồng đô la mỹ có thể sẽ rất mạnh trong những ngày tới đúng không ạ? Đặc biệt tất cả tất nhiên là chúng ta đang là một cái kế hoạch dự đoán thôi, còn phụ thuộc vào dữ liệu nữa. Nếu như tối ngày hôm nay mà cổ phiếu farm có cái gì bất ngờ thì cũng chưa biết được đúng không ạ? Nhưng về cơ bản với các cái dữ liệu của thị trường lao động trong những ngày gần đây rất là yếu, đặc biệt là qua cái con số của công ty ADP thì chúng ta cũng có thể sẽ có cái kỳ vọng rằng là Nanh tối ngày hôm nay sẽ yếu. Nếu như vậy thì vàng có cái cơ hội sẽ tiếp tục bật tăng cao lên đúng không Tăng cao hơn nữa. Và hiện tại chúng ta nhận thấy rằng nó là gì vàng đang tiếp cận khá là gần một cái khu vực kháng cự rồi, 2367 đúng không 2367. Thành ra mua lên ngay lúc này thì cũng không có lên đúng không ạ? Mà nên chờ đợi cho một cái cú phá vỡ đã. Phá vỡ sau đó retest thì lúc đó chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên <laughs> sau đó đúng không ạ? Nếu như nó xuất hiện các cái mẫu nến như là long pin ba hay là bullish engulfing à kịch bản khác đó là chúng ta có thể sẽ không chờ đợi cái sự phá vỡ mà mua lên luôn nếu như mà nó có một cái mức giá phù hợp. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là trước khi cái tin tức ở uh, farm được công bố hoặc là khi non-farm được công bố mà nó drop mạnh xuống nhưng sau khi drop nó lại tạo ra được W formation thì lúc đó cái việc mua lên sẽ đặt stop loss ở phía bên dưới cái mẫu hình này thì cái target sẽ phù hợp hơn đúng không ạ? Tức là cái mục tiêu giá uh, giữa cái tỷ lệ lợi nhuận và cái stop loss sẽ phù hợp hơn và lúc đó cái mức chốt lời chúng ta sẽ đặt tại đúng cái vùng uh, kháng cự uh, 2365, 2367 này đúng không ạ? Thay vì là đặt ở những cái target xa hơn, tại vì stop loss ngắn thì cũng cho phép chúng ta đặt cái điểm tp gần hơn đúng không ạ?